Thành Bình Định là một tòa thành cổ được vua Gia Lem cho xây dựng vào năm 1814, vai trò là thủ phủ, là trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh Bình Định cho đến năm 1939. Năm 1946, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến của Việt Minh, thành Bình Định bị phá hủy, chỉ còn lại cột cờ. Cột cờ thành Bình Định ở phía nam bờ thành, cách cửa tiền khi xưa khoảng 20 mét. Cột cờ đầu tiên được làm bằng gỗ thuộc loại danh mộc, đặt trên một ụ đất cao đáp ngang với bờ thành. Cột cờ dùng để treo quốc kỳ mỗi năm vào các dịp lễ Tết Nguyên Đán, ngày đại khánh của nhà Nguyễn. Cột cờ thành Bình Định được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 20 tháng 5 2005. Thành Bình Định là một tòa thành cổ nằm ở trung tâm thị xã An Nhơn, được vua Gia Lâm cho xây dựng vào năm 1814 với vai trò là thủ phủ của vùng đất Quy Nhơn Bình Định. Trước khi xây thành Bình Định mới, thủ phủ của đất Quy Nhơn nằm tại vị trí thành Hoàng Đế do Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc trấn lĩnh. Đây được xem là kinh đô của nhà Tây Sơn thời kỳ đầu. Về lịch sử tòa thành, mộc bản triều Nguyễn, sách Đại Nam nhắc thống chí viễn chính mạc khắc 13 có ghi: thành cũ Trà Bàng ở địa phận ba thôn Nam Định, Bắc Thuận và Bá Canh về phía đông bắc hiện Tây Viễn, xưa là quốc đô của Chiêm Thành, chu vi 30 dặm. Trong thành có tháp cổ, có nghê đá, voi đá đều là của người Chiêm Thành. Tây Sơn Nguyễn Nhạc chiếm cứ thành này, nhân nền cũ xây đá em, tiếng xưng là thành Hoàng Đế. Năm Kỷ Mùi năm 1799, đầu đời Trung Hưng khi mới thu phục được đất này đổi tên là thành Bình Định. Di tích cột cờ thành Bình Định là một trong số rất ít hiện vật còn sót lại cho đến ngày nay của thành Bình Định, thuộc khu vực Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Thành Bình Định được xây dựng vào năm Gia Lâm thứ 12 năm 1814, có vai trò là thủ phủ, là trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh Bình Định cho đến năm 1939, tỉnh lỵ Bình Định và về Quy Nhơn. Hơn 100 năm tồn tại, thành Bình Định chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Đặc biệt, nơi đây đã diễn ra cuộc đấu tranh cự siêu kháng thế sôi động của các sĩ phu yêu nước theo phong trào Cần Vương năm 1908. Thành Bình Định cũng là nơi chính quyền cách mạng và nhân dân tỉnh Bình Định chứng kiến sự đầu hàng của quan lại phong kiến phủ An Nhơn vào ngày 25 tháng 8 năm 1945. Trong cách mạng tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch cụ thể diện tích không gian bảo tồn để thực hiện tu bổ, phục hồi, gia cố lại nền móng di tích, cột cờ thành Bình Định, tôn tạo, sửa chữa lại khu miếu thờ hiện trạng, chỉnh trang cảnh quan bia di tích. Cùng với đó, quy hoạch các khu vực phát huy giá trị di tích để xây dựng mới hoa viên, sân nền, khu nhà vệ sinh kết hợp với nhà trực của nhân viên, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan bên trong khu di tích, hệ thống kè dọc hào thành, tường rào, cổng ngõ, xây dựng bãi đậu xe, đường giao thông nội bộ, đường dạo bộ, hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường của khu di tích. Thành Bình Định được xây dựng vào năm Gia Lâm thứ 12 năm 1814, bị phá hủy trong thời kỳ tiêu thổ kháng chiến năm 1946, tồn tại trên 100 năm. Thành Bình Định vừa là thủ phủ, vừa là trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh Bình Định. Đặc biệt, nơi đây đã diễn ra cuộc đấu tranh chống thế của nhân dân Bình Định do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo năm 1908. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, Thành Bình Định là căn cứ của cách mạng, nơi chứng kiến chế độ quân chủ sụp đổ, nhà nước dân chủ nhân dân ra đời. Cột cờ thành Bình Định là di tích còn tồn tại cho đến ngày nay, đã ghi nhận bao nỗi thăng trầm biến động của lịch sử tỉnh Bình Định nói chung, thị xã An Nhơn nói riêng. Năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xếp hạng di tích cột cờ thành Bình Định là di tích cấp tỉnh. Năm 1946, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến của Việt Minh, thành Bình Định bị phá hủy, chỉ còn lại cột cờ. Cột cờ thành Bình Định ở phía nam bờ thành, cách cửa tiền khi xưa khoảng 20 mét. Cột cờ đầu tiên được làm bằng gỗ thuộc loại danh mộc, đặt trên một ụ đất cao đáp ngang với bờ thành. Cột cờ dùng để treo quốc kỳ mỗi năm vào các dịp lễ Tết Nguyên Đán, ngày đại khánh của nhà Nguyễn.
Năm 1936, cột cờ được đúc bằng bê tông cốt thép với chiều cao đến 20 mét. Chân đế cột cờ hình vuông được xây bằng đá ong. Dọc thân cột cờ được lắp những thanh sắt xiên ngang để treo cờ. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn trùng tu tôn tạo chống xuống cấp, giữ nguyên thân cột cờ, chỉ xây lại phần đế cột cờ và xây lại miếu thờ Bá Hộ Hệ vốn được nhân dân lập trước năm 1975. Vậy mấy chú cúng dễ thương ở chỗ à? Di tích lịch sử cột cờ thành Bình Định nè. Chào đón nồng nhiệt quá. Mấy chú cúng này chào đón có nghĩa nồng nhiệt quá. Cột cờ thành Bình Định được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 20 tháng 5 2005. Thành Bình Định là một tòa thành cổ được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1814 với vai trò là thủ phủ của vùng đất Quy Nhơn Bình Định. Trước khi xây thành Bình Định mới, thủ phủ của đất Quy Nhơn nằm tại vị trí thành Hoàng Đế do Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc trấn lĩnh. Đây được xem là kinh đô của nhà Tây Sơn thời kỳ đầu. Về lịch sử tòa thành, mộc bản Triều Nguyễn sách Đại Nam Nhất Thống Chí Viễn Chính Mạc Khắc 13 có ghi: thành cũ Trà Bàng ở địa phận ba thôn Nam Định, Bắc Thuận và Bá Canh về phía đông bắc huyện Tây Viễn. Xưa là quốc đô của Chiêm Thành, chu vi 30 dặm, trong thành có tháp cổ, có nghe đá, voi đá đều là của người Chiêm Thành. Tây Sơn Nguyễn Nhạc chiếm cứ thành này, nhân nền cũ xây đá eo, tiếng xưng là thành Hoàng Đế. Năm Kỷ Mùi 1799, đầu đời Trung Hưng khi mới thu phục được đất này đổi tên là thành Bình Định. Như vậy, thành Bình Định trước khi vua Gia Long lên ngôi là thành Hoàng Đế được xây dựng trên nền cũ của thành Đồ Bàn xưa, cũng chính là kinh đô của nước Chiêm Thành. Còn việc chúa Nguyễn Ánh cho đổi tên từ thành Hoàng Đế sang thành Bình Định, không chỉ mộc bản sách Đại Nam Nhất Thống Chí mà cả mộc bản sách Đại Nam Thật Lục Chính Biên Đệ Nhất Kỷ Viễn Mừ Mạc Khắc 39 cũng cho biết tháng 6 năm Kỷ Mùi 1799, sau khi lấy lại được thành ở Quy Nhơn, tức là thành Hoàng Đế của Triều Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh đã cho đổi ngay tên thành là thành Bình Định. Sau khi đánh bại Triều Tây Sơn vào năm Nhâm Tức 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long. Vua Gia Long đã cho dời thành đến một địa điểm khác, thành Hoàng Đế cũ bị phế bỏ. Việc dời đến vị trí mới của thành Bình Định mới cũng được mộc bản sách Đại Nam Thực Lực Chính Biên Đệ Nhất Kỷ Viễn Bôn Mư Mạc Khắc 27 ghi lại, giờ trấn thành Bình Định đến Tân An, tên xã thuộc huyện Tây Viễn. Để xây dựng tòa thành mới, vua Gia Long cho phá phần lớn thành cũ để lấy vật liệu. Ngày nay, thành Hoàng Đế chỉ còn lại một số di tích của Tử Cấm Thành như Cổng Chính, Hồ Bán Nghiệt, còn thành Bình Định mới được vua Gia Long cho xây theo một hình mẫu phổ biến của phương Tây vào thế kỷ 18. Dưới Triều Nguyễn, thành giữ một vị trí quan trọng và có giá trị về nhiều mặt kiến trúc, quân sự, nghệ thuật. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, cùng với thời gian và chiến tranh, thành Bình Định đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nay, chỉ còn là biểu tượng của ngôi nhà đón khách và cửa đông, được mô phỏng lại, bên trên có tầng lầu. Năm 1802, chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh bại nhà Tây Sơn lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Gia Long. Năm 1814, vua Gia Long cho dời thủ phủ về hướng Đông Nam, cách vị trí thành Hoàng Đế khoảng 6 km và cho xây thành Bình Định mới tại đây.